Ồ. Trời ơi vui kìa. Em không phải là bị ung thư phổi chị ơi, mà chỉ là ho khan thôi đúng chưa? Vậy tự nhiên làm như bác sĩ rồi phát mình ung thư phổi rồi mình khóc lóc rồi kìa. Bây giờ nghe bác sĩ tư vấn là yên tâm chưa? Dạ em yên tâm rồi chị. Bây giờ bác sĩ nói là mình dùng thuốc ho lông đờm nè, rồi chống viêm đường hô hấp đó là mình uống thôi. Vậy là mình dùng sản phẩm chiết xuất từ thảo dược hả chị? Ừ. Nhưng mà bây giờ bên ngoài thị trường có rất nhiều sản phẩm chiết xuất từ thảo dược, làm sao mình biết cái nào để mình tin tưởng mà mình sử dụng hả chị? Không khéo nha, xài bậy xài bạ, uống bừa vô tiền mất tật mang như chơi. Bởi vậy chị đem qua đây nè. Ủa đâu vậy? Thì chị nghe em ho đó cho nên chị đem cho em xài. Cảm ơn chị Năm nhiều nghe. Vậy thôi bây giờ em xé thầy chút này nha. Đâu có, phải để đây, để đây. Bây giờ chị chỉ mong ước em với gia đình mình khỏe mạnh, nhưng mà viết chi chút phải có phần của chị. Nghĩa là chị muốn tất cả toàn bộ tài sản em đang có hiện nay viết vô di chúc cho chị. Trời ơi. Lời khuyên cho người bệnh ho: ho khan trên 3 tuần kèm chán ăn, khó thở, sụt cân, người bệnh cần đi bác sĩ để tìm ra nguyên nhân và điều trị đúng. Khi bị ho khan kéo dài, có thể sử dụng thuốc từ thảo dược giúp giảm cơn ho, làm mát dịu niêm mạc hầu họng, không gây đau và khàn giọng. Nên mua các sản phẩm trị ho có thành phần thảo dược được trồng trọt và thu hái theo tiêu chuẩn GACP, WHO, Tổ chức Y tế Thế giới và sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đạt chuẩn GMP, tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt với dược liệu.